Anh build đội tuyển bờ biển Nga đi. Ít ạ, build đội hình này lắm. Ok, nếu mà ít thì chuyển thôi. Hôm nay thì mình sẽ build đội hình bờ biển Nga để xem là sau khi build xong sẽ có các cầu thủ nào các bạn nhá. Rồi, thì đây là quả đảo trắng ban đầu của chúng ta. Hiện tại thì mình đã mua ở đây đó là Cristiano Ronaldo thôi. Ronaldo vừa rồi thì đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2022-2023 ở một trận đấu C2. Một bàn thắng trên chấm penalty nhưng mà giải tỏa rất là nhiều áp lực của Ronaldo. Thời điểm bây giờ, Ronaldo thì không còn nhiều đất diễn nữa rồi. Về tuổi tác cũng như là sự tự tin, mình thấy cũng đã mất đi ở ngôi sao 37 tuổi này. Và bên cạnh đó, đó là Vinicius mình nhận từ lúc đầu. Đó. Và hiện tại, mình đã scout ra được Thiebaucoutinho. Thì mình sẽ ra mua luôn các bạn nhá. Mình sẽ mua để cho cái đội hình nó chất lượng hơn. Đây là thêm ba con tàu của chúng ta. Và mình cũng đang có ba cái thẻ Argent Legendary. Mình sẽ mở luôn để xem được cầu thủ nào không nhá. Cầu thủ bờ biển Nga mà chỉ số 80 thì có Kessié. Không biết là có được không. Rồi đầu tiên thì mình mở ra Bonucci. Chúng ta tiếp tục mở nào. Hiện tại thì đang full slot thì mình phải bán bớt cầu thủ đi. Rồi, tiếp tục mở. Cầu thủ tiếp theo đó là tên Alexander Arnold, hậu vệ cánh phải của Liverpool. Và cầu thủ tiếp theo. Và đó là Marquinhos của Paris Saint-Germain. Mở được 3 hậu vệ các bạn. Đó, thì đây là 3 hậu vệ. Marquinhos, Alexander Arnold và Bonucci mình vừa mở. Thì Thiebaucoutinho là mình vừa mua. Mình sẽ để cho cái đội hình nó chất lượng hơn các bạn nhé. Và cầu thủ đầu tiên trong đội hình bờ biển Nga đó là Seri. Hiện tại thì anh đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hull City. Anh sinh ngày 19 tháng 7 năm 1991. Anh từng trôi giạt khá nhiều câu lạc bộ như là Porto B, Nai, Fulham, Galatasaray, Bồ Đắc và giờ là Hull City. Đây là Seri của chúng ta. Tiếp theo thì mình tìm ra đó là Kosunu. Được đánh giá là tài năng trẻ của bóng đá thế giới. Sinh năm 2001. Hậu vệ người bờ biển Nga không mất nhiều thời gian để bứt sáng tại Bundesliga. Và hiện tại thì anh là nhân tố chính tại Bayern Leverkusen. Đây là Kosunu của chúng ta. Và tiếp theo mình tìm ra đó là Kouame. Cầu thủ này thì hiện đang khoác áo Fiorentina ở Serie A. Ở mùa giải mới này thì anh ghi được 2 bàn và 1 kiến tạo sau 5 trận ra sân. Cũng rất là ổn. Và đây là Kouame của chúng ta. Tiếp đến thì mình tìm ra tiền đạo cực hot của bờ biển Nga. Đó là Sebastian Haller. Nhưng đó là thời điểm cách đây 1 đến 2 tháng các bạn nhé. Còn bây giờ thì cập bến Dortmund đang là một niềm hy vọng thay thế Erling Haaland. Nhưng mà bây giờ thành nỗi thất vọng khi mà phát hiện bị ung thư. Thông tin và hình ảnh mới về cầu thủ này thì các bạn có thể search ở trên Google nhé. Rất là nhiều. Và đây là Sebastian Haller của chúng ta. Tiếp đến mình tìm ra đó là hậu vệ trái Konan. Cầu thủ này sinh năm 95. Hiện tại thì đang chơi tại Ả Rập. Và cũng đã có 2 kiến tạo rồi. Đây là Konan của chúng ta. Tiếp theo thì mình tìm ra đó là Sagare. Cầu thủ sinh năm 97, đang chơi tiền vệ phòng ngự cho PSV của giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ở mùa giải mới thì anh cũng có 3 bàn thắng cho riêng mình. Ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi thì MU cũng đang rất quan tâm đến tiền vệ này. Nhưng mà lại được con hàng chất lượng hơn rất là nhiều. Đó là Casemiro. Và đây là Sarague của chúng ta. Tiếp đến, chúng ta có Boga. Cầu thủ được coi là sao xẹt của Chelsea. Khi mà cầu thủ sinh năm 97, ăn tập tại Chelsea từ năm 2009. Nhưng mà không thể chân chân được lên đội 1. Boga phải lạc mà sang Venet, Granada, Birmingham. Sau đó thì bán đứt cho Sassuolo vào năm 2018. Hiện tại thì anh đang chơi cho Atalanta của Ý các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có Kessié, thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo của AC Milan. Và anh được câu lạc bộ Barcelona đưa về trong trạng thái là không có tiền nhưng mà vẫn mua được. Ảo thật đấy, không biết là tiền đâu ra luôn. Khi mà mùa hè vừa rồi mang về rất là nhiều những tân binh chất lượng như là Kunde, như là Kessié và đặc biệt đó là Lewandowski. Cũng là chuyển nhượng của Barca.
nhưng mà mùa hè này nó lạ lắm. Và đây là kia xe của chúng ta. Tiếp đến chúng ta có Nicolas Pepe, là một thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử của pháo thủ Arsenal với 72 triệu bảng. Nhưng mà anh không đáp ứng được kỳ vọng. Sau đó thì anh đánh mất vị trí vào tay của Bukayo Saka. Và hiện tại thì anh được cho mượn tại câu lạc bộ Nike của Pháp. Và đây là Nicolas Pepe. Tiếp theo mình tìm ra đó là Sadio Mane, không phải của bờ biển Nga nhá. Mình mua để cho cái đội hình nó ngon hơn thôi. Đó, và đây là Sadio Mane của chúng ta. Tiếp theo mình tìm ra được đó là Cornet, cầu thủ thuộc biên chế của West Ham United, sinh năm 1996. Có chân thuận là chân trái, nhưng mà mình thấy trong này hiện là chân phải các bạn ạ. Mấy cái chiều cao với chân thuận ở trong game nhiều khi nó hơi ảo các bạn nhá. Đây là Cornet của chúng ta. Tiếp đến chúng ta có Eric Bailly, cầu thủ của Manchester United, nhưng mà không thể hiện được nhiều trong màu áo của quỷ đỏ, nên là anh đã được cho mượn sang câu lạc bộ Merseyside tại Ligue 1 các bạn nhá. Eric Bailly nhọ một cái là ba đời huấn luyện viên nhà MU đều nói chê. Nhọ thế là cùng. Từ Sosa, Rangnick hay mới nhất là Ten Hag các bạn nhá. Và đây là Eric Bailly của chúng ta. Tiếp theo chúng ta có Zaha, cầu thủ trưởng thành từ Crystal Palace, giờ thì đang là ngôi sao cực sáng của Crystal Palace rồi, khi mà anh được đề cử là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 ở ngoại hạng Anh vừa rồi. Nên là mình cũng không cần phải nói nhiều về cầu thủ này nữa. Trước đó thì cầu thủ này là bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson, nhưng mà khá là đáng tiếc khi mà Louis Van Gaal ruồng bỏ khi mà không phù hợp với chất lý bóng đá của ông. Đây là Zaha của chúng ta. Tiếp theo chúng ta tìm ra đó là Aurier, anh cùng tờ ngầm vàng vào đến bán kết Champions League, sau đó thì anh thành cầu thủ thất nghiệp khi mà chia tay tờ ngầm vàng ở mùa hè vừa rồi vào tháng 7. Dù phiên chợ hè đã đóng cửa nhưng mà Nottingham Forest vẫn kịp đón tân binh Aurier về. Bản DLS21 thì Aurier là một cầu thủ có tốc độ cực ngon, anh có chỉ số 79, đập mắt lên là full fit 100 luôn đấy các bạn. Nhưng mà bây giờ thì anh bị giảm chỉ số rồi, ở bản DLS22 chỉ số của anh chỉ có 76 thôi, nên là nó đã bớt ngon đi rồi các bạn ạ. Rồi, và đây là đội hình của bờ biển Nga. Mình không tìm ra được một GK nào của bờ biển Nga các bạn nhá. Không biết là các bạn thế nào, nhưng mà mình tìm thực sự là 2 tuần trời không ra được một GK nào của bờ biển Nga luôn. Và đội hình bờ biển Nga của chúng ta sẽ dừng lại ở các cầu thủ đó là Kouame, Haller, Zaha, Kessié, Seri, Sagare, Boga, Kosunu, Bailly, Aurier. GK thì mình để Kuta để bắt gôn nhá, để tạm vậy thôi. Bên ngoài chúng ta có Conan, Pepe và Cornet. Thì đó là các cầu thủ của bờ biển Nga. Và các cầu thủ còn lại ở bên ngoài như là Bonucci, Ronaldo, Marquinhos, Alexander Arnold, Sadio Mane hay là Vinicius thì mình sẽ để lại để cho các đội hình nó chất lượng hơn các bạn nhé. Và mình sẽ đặt cái hạc này là hạc số 1. Và tiếp theo chúng ta có một con hạc, đó là hạc số 2. Hạc này là hạc của một bạn khán giả gửi tặng cho mình. Bạn ấy có tài khoản Facebook đó là Toàn Sơn. Thì rất là cảm ơn bạn Toàn Sơn đã gửi phần quà về cho chương trình. Thì hạc cũng khá là ngon. Chúng ta có Erling Haaland, Ronaldo cùng với các cầu thủ khác như là Pedri, Foden, De Bruyne. Đó. Bên ngoài chúng ta có Salah, Mane, Vinicius. Một đội hình phun vàng rất ngon và rất là chất lượng. Đó, thì đây sẽ là hạc số 2 nhá. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tặng quà cho các bạn. Các bạn comment cho mình một số có 2 chữ số và không chỉnh sửa, thì bạn nào comment 2 số trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc ngày 18 tháng 9 và nhanh nhất sẽ trúng thưởng hạc số 1, nhanh thứ hai sẽ trúng thưởng hạc số 2. Chúc cho tất cả các bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Nhớ ủng hộ mình một đăng ký kênh, tham gia group mình đã để ở dưới phần mô tả của video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các event sau. Bye bye.